tiếng chuông chùa ngân vang. Thâu tâm gian đồng cửa thương, Chu Lan còn nhớ mẹ hiền. Ơn mẫu tổ như biển hồ lai lắm, tình của cha sáng tờ non cao. Vũ Lan về muôn qua ngát, nhắc nhở ta mau đáp tâm ân. Cứ mọi mùa Vũ Lan là con trở dài tiên sang cắm hoa và tiếng kể lời kinh trót lại tâm. Nghe kinh Vũ Lan con xúc động trong lòng, ngài đã yêu một kiện liên gì thương mẹ, bỏ mộng công hầu quê Phật hoan tôn. Được pháp truyền ngài cố gắng công phu, khi đắc đạo dùng thần thông tìm mê. Chợt nhìn vào cõi địa ngục u minh, thầy ơi ơi mới biết mẹ mình đang chịu nhiều đau khổ. Nhìn mẫu thân một kiện liên quá đổi đau lòng, nghiệp quả chi mà đầu đổi đầy châu mau, nghiệp quả gì mà mẹ ngồi giữa bàn trong. Một kiện liên dùng đủ hết phép thần thông, cũng không có cách nào cứu mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi hãy chờ con về bạch Phật, để tìm cách nào giải cứu mẫu thân. Phật mới bảo một kiền liên ông nam niên, tội thanh đề phi ban chư tăng, tội sát sanh giết cho làm bánh cho chúng tăng ăn, chà đạp gạo nên mới nhiều đau khổ. Rằm tháng bảy ông cũng dường lên tăng chúng, nhờ quy luật nhiệm sâu để có thanh đề. Nghe qua lòng một kiền liên ớt đảo này, dối vàng đi theo lời Phật dạy, dùng pháp cúng dường có được mẫu thân.
tử tới cung trai tăng, rằm tháng bảy báo đền công dưỡng dục. Một kiền niên cũng vì lương duyên sanh chúng, nên nhờ Phật từ bi thi phát vô lan vườn. Lòng con sám hối bao tội lỗi con gây, ngày xưa Phật với mẹ cha, lòng con nguyện lo toan hồi Phật duyên cho mẹ với cô tình. Giờ cúng dường trai tăng cầu nguyện cha sống được manh nhà, rằm tháng bảy Vu Lan là ngày đẹp nhất, nhắc nhở ta trở lại cội nguồn. Hỡi những ai còn có mẹ có cha, hãy kính trọng mẹ cha với vì Phật sống. Muốn đền ơn nghĩa sanh thành, phải cố tu hành mới cố được mẹ